Rồi, sáng nay mình thanh lý cho các bạn cái liếp mai lùm một cốt. Đó. Nói chung thì hoa mình ươm là giống đẹp hết nha anh em. Rồi thì bây giờ mình sẽ để cậu mình cũng đo các thông số trực tiếp cho các bạn xem nha. Rồi cậu đo tượng trưng như mấy cái này thì nó rơi vào từ 70 đến 72 này đó. Nói chung 70 trở lên nha anh em. Cao 70 á, độ rộng hai bên là 60. Cái đây cậu đo cái giùm cái đây thử đi. Thì nó cũng né nhưng mà đo thanh thước đó. Không như đây 74 không. Thì nói chung từ 70 trở lên nha mọi người. Mình đo đo tượng trưng thôi chứ cũng không cần phải chính xác cái từng con số lẻ đâu. Là 50. Rau. Được rau hiếm hay cậu. Để mình quay thôi. Đây, thì mấy cây cây lùm này mình đã lựa ra rồi. Thì nói chung một cốt. Đấy. Thân thì nó như ngón tay cái nha anh em. Nhưng mấy cái này nó không có cũ, nó nhỏ mà có cũ không? Nhỏ về nó thuần chậu nó cũng được 2 năm hơn rồi đó. Là một cốt nó đóng chi dâm nó đẹp quá à, rất đẹp. Đó. Một cốt này, này đây mình đang quay từ bên trên đó. Đấy, anh em có mua và nuôi chơi thì liên hệ nha. Đây là để cái con rồi nè, bây giờ nó để ra lọc lé rồi nè, không tay cần kín mít. Đó, chỉ dầm kính mít này. Đấy, thì thanh lý nếu anh em mua số lượng xí thì giá nó sẽ mềm hơn rất nhiều, còn mua số lượng lẻ thì giá nó sẽ khác như này. Cậu rồi có đo tượng trưng cái coi này dùm cháu chút đi. Đa số là huyết lông nha anh em. Đó, huyết lông rất nhiều nha anh em. Đo đo cái coi này không, một cốt rất đẹp không, cái này nó ra lọc non ít nè, chưa ra hết, chưa ra đủ, thấy được cái dàn tay dâm nó này tầm 70 74. Học cho 70 vậy anh em dỡ phong đón bề rộng 50. Cậu đo coi bước lông mà nó ra lé đầy đủ này thưa ơi. Đấy, 70 mấy, 80 không ạ? Rồi. Không, độ rộng không cần đâu cả. Rồi được á. Cứ giới thiệu cây dáng rồi nó như thế này thì anh em dễ mua. Đấy, thì mấy cây cao thì có cây lùng có nha anh em. Ở đây cậu đo mấy cây lùng lùng này thôi đi. Nói chung nó cũng cùng một lứa hết nhưng mà bấm kiểu như là bấm nó không có đều nha anh em. Cậu đo dùm cái cây lùm này thôi. Có những cái lùm rất là dễ thương nha anh em. Nuôi lâu dài là rất ok. 74, 75 á, chứ không phải 70 đâu. Ủa sao thấy nó lùng mà nó cao quá ta. Đây mới nó mới bắn mầm chồi à. Mới bắn mầm chồi. Chưa ra lé đầy đủ. Mình thấy được cái dàn cốt dàn dâm. Không nhiều cây cũng lùng. Đấy, đây cái cây vứt lông lùng tịt này. Cậu đo phần thoát thân này thôi cậu. Đấy. Đây đám mai của cậu mình nha. Thì mình đang chia sẻ tương tác. Đó. Thoát thân là 12. Cây lùng tịt này nè. Lùng lùng chứ mà cũng phải 70 rồi á. Do nhìn cái form nó vậy thôi. Do chi dâm rồi nó đóng đó. Mình đang quay camera trên cao quay xuống anh em. Coi để ngồi ruộng. Để dưới thấp. Trời lọc cho hoa rất đẹp nha anh em. Nói chung là giống hoa đẹp. Quyết lông cực đẹp luôn ha. Rồi,
thì mình quay sơ lược qua vậy, thì anh em thích cây số lượng bao nhiêu thì nói mình nhặt, các cây thì nó cũng né né với nhau à. Đó. Sấy thì nó khác, mà lý nó khác nha, giá thanh lý rỉa thôi nè. Rồi, anh em nào thích thì liên hệ nha, số điện thoại 0849 02 0790 nha.